Bật lửa Zippo 49097 Anesotop chất lượng. Zippo 49097 Zippo Anesotop Fire Breathing Dragon là mẫu bật lửa được thiết kế trên chất liệu vỏ đồng thau phủ sơn tĩnh điện màu đen, mang thiết kế của Anesotop. Hãy bước vào vương quốc giả tưởng với tác phẩm nghệ thuật phức tạp từ Anesotop. Hình ảnh con rồng đỏ hung dữ đang nằm trên đỉnh núi đá và đang khè lửa để bảo vệ con non của mình. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo mang khí chất anh hùng, một phiên bản đẳng cấp dân chơi, nổi bật trước mọi đám đông. Hình ảnh rồng phun lửa bảo vệ những đứa con của mình chứng tỏ sức mạnh tối thượng, khó thể xâm chiếm. Rồng có ý nghĩa mang đến sự may mắn cho gia chủ. Theo như truyền thuyết, rồng được coi là con vật của trời, có quyền năng hơn các loài vật khác. Sự xuất hiện của rồng được quan niệm là mang lại điều tốt lành, may mắn, thuận lợi và bình an. Lớp sơn đen mát bao phủ mượt mà các mặt bên, tạo vẻ huyền bí, cho cảm giác cầm nắm thích tay, hình ảnh khắc rõ nét không lo bong chóc sau quá trình dài sử dụng. Khả năng đi gió mọi thời điểm. Với gần 90 năm hình thành và phát triển, Zippo chưa bao giờ làm người chơi thất vọng. Hãng luôn cải tiến sản phẩm cả về ngoại hình lẫn chất lượng. Zippo 49097 được thiết kế vỏ thép không gỉ, tương thích với vỏ ngoài, hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên. Buồng đốt đời mới thiết kế 2/3 ruột, chắn gió tốt trong mọi điều kiện. Các lỗ tròn phân bố đều hai bên, luôn cung cấp đủ oxy cho bật lửa. Bấc, tim là bốc bột được quấn đồng dẫn nhiên liệu nhanh, cho ngọn lửa cháy sáng ngay cả trước quạt gió. Ưu điểm của bấc là ít để lại bụi than, tăng trải nghiệm liên tục cho người chơi. Bánh xe khắc chéo đặc trưng của hãng nhẹ bén đánh lửa chỉ với nửa vòng bánh. Đá được làm bằng chì, cố định bằng ống trụ đồng vàng rất nổi bật. Zippo cao cấp chuẩn Hoa Kỳ. Bản lề chắc chắn với 5 chấu bền bỉ suốt quá trình sử dụng. Mọi chi tiết được hãng gia công hoàn hảo, cho độ bền tối đa. Một điểm cộng lớn cho em Zippo này là tiếng click trong và ngân vang phía sau nghe rất vui tai. Còn tiếng láp thì mạnh mẽ, dứt khoát, chuẩn bật lửa Hoa Kỳ. Kích thước nhỏ nhắn, dễ dàng thao tác bằng một tay. Không chỉ là một chiếc bật lửa, Zippo còn là người bạn đồng hành tuyệt vời chinh phục mọi cung đường. Mặt sau trơn cho phép người chơi sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bằng cách khắc laser tên, logo, họa tiết mang dấu ấn cá nhân. Zippo có một đáy lõm, với năm sản xuất là ngẫu nhiên tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng. Ambe cam kết bán hàng chính hãng 100%, chính sách bảo hành minh bạch, quy cách đóng gói sản phẩm. New, full box 100%, bao gồm một bật lửa Zippo và một giấy hướng dẫn sử dụng, bên trong lót lớp nhung êm ái, tránh chảy xước trong quá trình vận chuyển. Ambe giao hàng toàn quốc, cam kết chính hãng, có chế độ bảo hành trọn đời, tặng gói bảo hành lỗi một đổi mới một trong một tháng đầu tiên độc quyền tại Ambe. Các anh em hãy nhanh tay tới cửa hàng để sở hữu em nó nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.